Lúc chính. Lúc chính đâu? Là một quân cũng tác nữa luôn. Tám, chưa phải 28-25. Bạn gian rồi cũng được. Tôi phải lấy điểm lại đã. Không được. Nhóm 8, một người 8. À, anh trai đúng rồi. Tên gì em? Thế làm vợ mà. Đó, nhóm 9, một người 8, hai người 8, ba người 8 rưỡi. Ok, tên gì bạn? Không không. Tôi là sợ thẳng mắt tên gì, tên gì? Tên gì, à, tên tám. Một bạn nam nữa, một bạn đó. Tên gì em? À, trọng đúng rồi, trọng tám luôn. À, còn hai bạn tám rưỡi. Sao tôi cứ mình làm tốt là tới 10 luôn. Rồi, nhóm 9, nhóm 10. Nhóm 10 là lên 8 đến 5 luôn. Như vậy thử luôn, thành 9 hết. Nhóm 11 bù qua viết lại 7 rưỡi. Như vậy là 1 người 8, 3 người 7 rưỡi. Ai chuẩn xác nhớ nhóm 11, nhóm trưởng đâu? Nhóm 11. Đúng rồi, chính xác là sao? Chính xác được 7 rưỡi. Chính xác là mọi người lên 8 rưỡi á. Tuấn Nam hầu với nhóm trưởng tờ còn lại Nhật Minh hai rưỡi. Ờ, không phải tám Kiên Cang đâu? Ờ, tám, cảm ơn các bạn Nam. Nhóm 12 8-25, 8-25, 8 rưỡi. Ok. Rồi, các bạn coi lại, tôi sao cái là tôi gửi cho trên lớp, bây giờ tôi chuyển màu hết nha. Tự nhiên mấy bạn màu đỏ tội các bạn. Rồi, các bạn coi điểm cá nhân giùm tôi. Đúng chưa là đặt nước nha. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 7, nhóm 8, nhóm 9, nhóm 10, nhóm 3. Điểm này sẽ lấy 40%. Ờ, tôi sao. Rồi. Và cuối khóa chúng ta thực thi, nhưng mà chúng ta sẽ nộp tiểu luận, cái đó người ta gọi là tiểu luận. Vì vậy các bạn cùng với tôi cái tên tiểu luận này, mỗi người làm một cái tiểu luận, ngồi bìa các bạn làm đúng y như các bạn hết trường có căn bộ làm gì cho các bạn, căn bộ xa lách trường đại học Long, rồi sau đó tới khoa sau đại học, cái đó các bạn ghi là tiểu luận môn học. Tiểu luận môn học mình là phương pháp nghiên cứu khoa học. À, súng đó thì các bạn ghi là nội dung tiểu luận là đề cương chi tiết đề tài gì của mình đó. Ví dụ như đề cương chi tiết đề tài phát triển đô thị thông minh ở thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Đầu dưới các bạn ghi họ tên các bạn, đầu dưới nữa các bạn sẽ ghi mã số học viên, đầu dưới nữa các bạn thương tôi vui thì các bạn ghi cá với hướng dẫn là tôi, được không thì không sao. Đó. Các bạn làm tối thiểu một trang, còn tối đa không quá 2 trang, đừng có làm gì hết. Sau này các bạn không
tối đa 30% đi, tùy điều kiện bảo vệ có thể bằng tối thiểu 1% tối đa 30%, tối đa nha. Và sau này cái luận văn mình là nó còn tăng, luận văn nghiên cứu từ 6 đến 90 trang, còn luận văn ứng dụng là từ 5 đến 70 trang, nên các bạn đừng có làm dài, cỡ 15-20 trang là đủ rồi. Mà cái phần mà nó dài thì các bạn biết không, phần tổng quan, phần cơ sở lý lý thuyết mà các bạn mang biết này phần đó. Đó. À, các bạn có hỏi gì liên quan quá không? Tối thiểu 1 trang đó là các bạn lấy các bạn đủ trình độ để các bạn viết 1 trang. Không, ngày đi kia á. Cái lúc các bạn thi là lúc các bạn mập đẹp luôn. Thay vì các bạn thi ví dụ như sáng các bạn thi môn đôi, chiều các bạn thi môn khác, thì các bạn chiều môn đó các bạn nên mập đẹp luôn. Đúng không? À, ai là bạn nghe là bạn ghé đúng không? Đúng rồi em, bạn ghé thì là minh chứng sau này thì chấm xong thì cũng trả cho trường. Cái phòng nếu mà thầy á, nếu mà thầy đi chấm khoai mềm thôi thì thầy giữ thầy sẽ xin nhà trường. Nếu nhà trường ok chấm khoai mềm á, tại vì sao mấy ông để nó khó cháy thì cháy lại đừng là môi trường là đô thị ra, đúng không? Thầy sẽ xin nhà trường, nếu nhà trường là cảm cảm chấm khoai thì thầy sẽ gửi thông báo cho lớp mình. Và chúng ta cứ cố gắng, các bạn đừng có giải tán lớp Zalo này. Bạn có đi trì trong quá trình bài học, các bạn gặp gì khó thì liên quan tới thắng những thắng có bạn nào hỏi gì không? Sớm trước thời gian không được riêng biệt là bạn cho em xin vài cái đề cương mẫu xem được không thầy? Không được. Tại sao thầy không gửi đề cương mẫu cho các bạn? Bởi vì các cái đề cương mẫu mà thầy ngồi hội đồng nó không cái nào chuẩn hết. Cái thầy dạy các bạn là chuẩn nhất. Dạ. Chứ còn không phải thầy tiếp cái gì đâu. Thầy chỉ gửi cho các bạn mấy cái bài báo thôi. Dạ. Với thầy sẽ gửi cho các bạn số cái luận văn mà khá tốt thì thầy sẽ gửi. Dạ. Nhưng mà gửi từ từ thôi chứ thôi các bạn tẩu hỏa nhập ma đó. Tức là thầy cứ gửi từ từ lâu lâu, thầy sẽ gửi từ từ thì các bạn có thời gian các bạn đọc. Cái lần tới là các bạn bị sốc, đúng không? Nhiều quá mình sốc. Rồi, các bạn hỏi gì không? Thầy sẽ gửi khoảng 2-3 cái luận văn, một cái định tính, cái định lượng chuẩn. Rồi có tài liệu thì sẽ gửi, ví dụ như về kinh tế tuần hoàn thì có tài liệu gì? Bây giờ về kinh tế tuần hoàn là đang có nghị định, dự thảo nghị định các bạn chính phủ lấy cho bạn là có. Rồi, như vậy nếu các bạn không hỏi gì thì cuối cùng thầy đánh giá cao cái tinh thần học tập, cái thái độ lớp mình. Các bạn học rất là nghiêm túc. Cũng lâu lắm rồi thầy mới dạy cái lớp còn học mà đông. Thường thì có 30 người trở lại thôi, lớp mình đông, các anh chị học rất là nghiêm túc trong cái điều kiện mà chúng ta khó khăn về mặt thời gian, nhưng mà đánh giá cao và nó thể hiện là ở chỗ cái kết quả học tập các anh chị khá tốt, đúng không? Lớp mình mà thấp nhất anh chỉ có anh lại hay là 6, cố gắng nhanh lại 5.5 mới đầu á nha. Cái anh mà thi 4 là mệt đó. Đó vậy là anh phải cố gắng là cái bài cuối cùng anh phải trên 6, chắc nhưng tôi sẽ cho anh trên 6 nếu anh làm đầy đủ. Các bạn rất là nghiêm túc, thì xin cảm ơn các bạn. Tôi cũng đã hoàn thành đúng cái cam kết là cái môn này là cái chuẩn đầu ra là cái địa phương và chúc các bạn triển khai cho nó làm chuẩn văn. Còn nói chung học là cả một quá trình và cái quan trọng nhất học cao học như tôi nói trước đó là chúng ta có nhiều cái động cơ, nhiều cái ý nghĩa, nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phát triển về mặt tâm quyền. Cái đó là cái đáng quan trọng nhất. Rồi, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Rồi, chúng ta chụp hình chung với thầy. Thank you.
Ăn bên trong.